bị hoại tử dương vật do hội chứng cương không tự chủ. Tình trạng cương kéo dài 48 giờ không giảm, người đàn ông này đến một cơ sở y tế ở Delhi để điều trị. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng priapism, tình trạng cương cứng kéo dài không tự chủ. Các bác sĩ đã phẫu thuật tạo một lỗ cho máu thoát ra, tình trạng sưng giảm dần. Tuy nhiên, quá trình này gây tác dụng phụ khiến dương vật bệnh nhân tiếp tục sưng và bầm tím. Vài ngày sau chuyển hoàn toàn sang màu đen, dấu hiệu cho thấy các mô đã bị hoại tử. 4 ngày sau, bệnh nhân được chuyển đến khoa tiết niệu, Đại học Y King George. Tại đây, các bác sĩ phẫu thuật đặt ống thông vào bàng quang bệnh nhân để dẫn lưu nước tiểu, giảm nguy cơ nhiễm trùng ống thông niệu đạo. Tình trạng hoại tử tiếp tục lan rộng trên bộ phận sinh dục bệnh nhân. Cuối cùng các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ phần đầu dương vật nhằm ngăn hoại tử lan rộng. Dự kiến 3 tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ hồi phục. Priapism là tình trạng cương cứng kéo dài không tự chủ của bộ phận sinh dục, thường gây đau đớn. Nguyên nhân là máu trong dương vật bị mắc kẹt không thể thoát qua các động mạch. Tình trạng này không kích thích tình dục, cũng không thể giải phóng bằng cách xuất tinh. Theo bác sĩ, nhiều yếu tố gây hội chứng này như ống thông niệu đạo, băng quá chặt, nhiễm trùng. Trong trường hợp này, bệnh nhân được đặt ống thông sau đó bị băng bó quá chặt dẫn đến hoại tử, là sự bất cẩn trong việc điều trị bước đầu. Thúy Quỳnh theo EFL Science. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.